Lịch sử ngàn đời đây đã chứng minh không có triều đại nào, tổ chức nào, thế lực nào, nhà nước nào là tồn tại mãi mãi. Dấu vết lịch sử và thời gian có thể xóa nhòa tất cả, nhưng chỉ có lợi ích bản sắc của dân tộc là mãi mãi trường tồn. Các bạn trẻ hãy nhớ đến điều này nhé. Thưa ngài, thưa ngài, ngài dừng lại một chút được không ạ? Xin ngài hãy phát biểu cảm nghĩ khi quyết định phát động cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Ta vui mà, nói chung là cứ đuổi được bọn mắt xanh mũi đỏ là ta vui rồi. Nhìn bọn đó chẳng giống ai hết. Tôi thấy ngài vũ khí thô sơ, quân lính của ngài lại đứng tới lách người ta. Thế này liệu có chênh lệch quá không? Thế ta thì trông thế nào? Dạ, ngài đứng thì không chênh lệch là bao nhiêu ạ? Vậy là được rồi, chỉ cần ta là được.